mình về quê hương cũ, mà trong túi một câu chuyện và không lấy một xu. Không may lão già kia không còn ngồi nơi đây nữa, chỉ còn một mình tôi dưới gốc cây hoa xưa. Các cô, các chú, các anh, các chị, chúng tôi là Ngọt ạ. Và đây là dàn nhạc, dàn giao hưởng của chương trình In The Spotlight. Và đây là ba chị hát bè xinh đẹp sẽ hát với chúng tôi ngày hôm nay. Ba chị từ chối dạy cho chúng tôi vũ đạo thế nên là tôi sẽ không nhảy theo. Và xin hãy hướng ánh mắt vào chị, xin để Spotlight cho chị ạ. Bài sau đây tên là Be Cool. Con ra nhà tôi một thế giới.
Bài sau đây là bài thử thách nhất cho riêng mình ở trong chương trình. Có lẽ là mình chưa phải là Divo, cũng không chắc chắn không phải Diva. Nhưng mà xin mọi người một tràng pháo tay, bởi vì bây giờ thì cái đàn đẹp, cái kéo đẹp có lẽ sẽ đẩy tự tin của mình một tí. Có anh Tùng Dương và chị Hà Trần và chị Diễm Quỳnh ngồi đây làm của em bớt tự tin hơn, nên là thực ra là không tốt lắm cho chương trình này. Hello chị Trường. Tập trung ạ. Vâng. Đây là bài tiếp theo. Oh,
tôi đi theo với nơi anh đi về. Về nơi đẹp trời hơn, tràn đầy đam mê. Tôi quên đi năm tháng, yêu thương không còn, cần thế mùi rượu vang. Một tràng pháo tay thật lớn nữa được không ạ, thưa quý vị? Rất tuyệt vời. Tôi bảo rất hân hạnh khi được thay mặt cho cả ekip của chương trình In The Spotlight chào mừng tất cả các quý vị đã đến với buổi hòa nhạc Ngọt In The Spotlight ngày hôm nay, và sẽ là mở đầu cho một chuỗi In The Spotlight của năm 2018 với chủ đề Contemporary. Hãy dành cho các nghệ sĩ của chúng tôi một tràng pháo tay. Khi đứng ở cánh gà theo dõi tất cả mọi người, biểu cảm khuôn mặt rồi tiếng vỗ tay, những cái chuyển động tất cả mọi người theo những gì mà họ trình diễn trên sân khấu, tôi có cảm giác rất là tuyệt vời buổi nhạc ngày hôm nay. Chưa bao giờ mà In The Spotlight trẻ trung đến thế, và chưa bao giờ mà Ngọt hát sống hay đến như thế. Bởi vì đơn giản đây là đầu tiên tôi được nghe nhóm nhạc này hát live. Nhưng mà đã nghe họ diễn qua các cái sản phẩm khác ở trên truyền thông rồi. Và thưa quý vị, trải qua 7 năm, thật hạnh phúc khi In The Spotlight đã phát triển, đã tổ chức hàng chục những buổi concert và tạo ra một bức tranh âm nhạc thật sự là đa dạng. Chúng tôi đã khắc họa được chân dung của rất nhiều những nghệ sĩ gạo cội trong làng nhạc Việt Nam. Và ngày hôm nay thì họ cũng đã quay trở lại đây ở dưới hàng ghế khán giả. Xin được chào đón nhạc sĩ Trần Tiến, ca sĩ Trần Thu Hà, ca sĩ nghệ sĩ ưu tú Tấn Minh, ca sĩ Divo Tùng Dương. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ đã tới đây để ủng hộ cho một chuỗi In The Spotlight Contemporary năm 2018. Chắc chắn sẽ có rất nhiều những đổi mới, và hy vọng rằng là Ngọt In The Spotlight sẽ là một chấm sáng tươi xanh trong chuỗi chương trình này. Bởi vì thưa quý vị, cuộc sống là âm nhạc cũng là cuộc sống. Nó luôn luôn vận động, phải tìm ra những hướng đi mới, và hy vọng rằng ban nhạc này sẽ là mở ra một hướng đi mới cho chúng tôi tại In The Spotlight. Nhưng mà anh phải hỏi Thắng cùng với các đồng bọn là liệu theo em nhé, là với cái kiểu tổ chức chương trình như thế này, set up sân khấu thế này, các nghệ sĩ ngồi như thế này, rồi mời những người như bọn em chẳng hạn, thì liệu có tổ chức được dài dài không? Nếu mà mời mỗi Ngọt thì chắc là tổ chức được, em không biết là thế nào ạ. Thế thì tối ngày hôm nay đã chuẩn bị hết sức mình cùng với anh em để biểu diễn thật là dài cho quý vị không? Vâng, em đang muốn hát tiếp này, chỉ muốn hát tiếp, và tôi không muốn để cho bạn ấy phải đứng chờ tôi không biết làm gì cả. Anh nói hay mà, yên tâm. Xin mời Ngọt In The Spotlight. Sẽ đẹp đôi hơn.
ai ngoài em, tìm ai ngoài em. Quán nước nơi anh ngồi hai tiếng trông mong, hai chai coca và hai điếu thăng long. Chờ ai ngoài em, chờ ai ngoài em. Có lẽ em đang giận gần, thế nhưng anh không thấy em. Vì sao bao khó khăn cũng đâu có ý gì. Có lẽ anh nên quay về để em nhận trong kiếp này. Hẹn gặp em kiếp sau biết đâu anh đẹp ra hơn. Và trong những cơn say đó, hãy lúc nơi đây không còn phân cách giữa gian nhà và đường phố. Mình nhận ra là sau một buổi phỏng vấn rất nhiều thì mình nhận ra là mình đang lấn sân của rất nhiều người. Và hôm nay mình định lấn sân nốt của Hùng luôn, bằng cách là mình đổi sang cái đàn này để solo với Hùng. Và đây là bài duy nhất mà mình solo. Cảm ơn anh Hoàng vì cái đàn này luôn, cái đàn này rất là đẹp. Được, ok. Giá của nó bằng khoảng 5 show. Anh tặng, thôi em không cầm đâu. Anh vừa nói sao em sẽ làm rơi. Lại mà nghe bài hát cho em. Xin đừng trách anh không hát hay, đừng trách anh không khéo tay chơi đàn. Vì thật ra lâu không hát cho em, lâu không hát cho hai chúng ta. Những thứ không ai nói ra anh giờ. Nhận lời thơ anh viết cho em, viết cho những tháng ngày hàng trời. Nơi trong nhà để cùng ngân nga bài hát cho nhau, hát cho những tháng ngày khó khăn. Em biết anh tìm thức ăn cho cả anh. Oh, 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 oh. Và anh biết, em biết, anh vốn chẳng biết gì viết thêm tình ca. Chỉ tôi đang vương vấn nhau, có lời gì cho lúc sau. Vì anh đi biết, anh biết giờ có cần thiết nữa. We'll be right back.
thói quen của anh. Con đường màu xanh, xanh mùa lá, xanh đại dương. Em là nắng, anh là sương. Không còn nhớ, không còn thương. Thiên đường cho tới khi bao thương vẫn anh quay về thực tế. Trong một giây vượt qua giấc mơ chợt quen, chợt quên đi. Anh ngắm say dấu giấc mơ em sâu và chăn gối. Xanh thật xanh một câu hát ru rồi phai nhòa trong vàng gió. Anh mới nhận ra những gì mình quên lãng.
Một tràng pháo tay cho saxophone hồng kia ạ. Xin chào. Bên trong màu xanh soạn hòa tấu bài sau đây là một bài sáng tác của Ngọt mà chúng tôi sẽ không hát và ngồi thưởng thức cùng quý vị để nghe dàn kéo và dàn hơi và được chỉ đạo bởi anh Đức Chí là những người thầy tuyệt vời. Cũng xin chúc cho mọi người có một buổi tối vui vẻ và không biết là có ai nhận là thầy ở đây không, nhưng mà em cứ nhận tất cả là thầy cho vui. Thôi à. Xin hết ạ. À, một cái rất quan trọng nữa mà em quên, bài này em xin dành tặng cho vợ em đang ngồi hình như ở đây. Và em xin nhờ nhạc trưởng và tất cả các nhạc công nghĩ đến người mình yêu khi chơi bài này. Nhưng mà hầu hết là nghĩ đến bài hát. Thank you.
Xin được hỏi là có bao nhiêu quý vị ở dưới đã hát theo cái câu hát dạo này em có đi trà đá Hồ Gươm khi mà nghe một cái bản phối hoàn toàn khác biệt với ca khúc Em Dạo Này của nhóm Nhọt Ngọt, và xin được dành một tràng vào tay cho soloist Mỹ Hương cùng với dàn nhạc và các nghệ sĩ của chúng tôi ạ. Trong dàn nhạc In The Spotlight ngày hôm nay, đó là sự hiện diện của rất là nhiều những nghệ sĩ gạo cội và tài năng trong làng nhạc Việt Nam, và họ đã mang tới những cái màu sắc rất là mới mẻ cho những sáng tác của ban nhạc Ngọt, và điều đó cũng đã mang tới những cảm giác mới mẻ và sự thích thú của quý vị khán giả. Và In The Spotlight là như vậy, đó là cuộc đối thoại rất chân thành, rất thẳng thắn và công bằng giữa các nghệ sĩ. Và chắc chắn trong buổi tối ngày hôm nay thì không chỉ có các nghệ sĩ mà chính những chàng trai 9X của nhóm Ngọt sẽ có một trải nghiệm không bao giờ quên trong cuộc đời của mình. Và xin mời các bạn tiếp tục với phần trình diễn của mình. Xin cảm ơn, chúng tôi là Nhọt và sau đây là một bài tên là À Ơi. Thank you.
Và sau đây là một phần hết sức là thú vị. Chúng tôi đã kéo rất là nhiều nhạc công phải đánh lẻ với chúng tôi những cái bài này. Và sau đây là một trong những nhạc công xấu xấu đó. Tên chị là Mỹ Hương và là một violon xuất sắc. Và xin phần này hãy tập trung spotlight vào chị Hương ạ. Hãy cố gắng làm chị cũng hồi hộp như bọn em. Sau đây là một bài mới, bài này tên là Ngắm. Danh điều tốt như ta.
có đôi câu ấy là ngợi ca. Xin cho tôi, vì tôi đang mất đi tự do. Khi tôi bay, tôi ước mong sao thế gian này hòa trong tiếng vỗ tay khi tôi vẫy chào. Hey, xin cho tôi, nơi chúng tôi, vì tôi đang chết đi từng giây. Khi tôi đi, tôi ước tôi nhìn thấy thiên đường và người tôi nhớ. Tôi và khi tôi sống, xin ban cho tôi cây đàn và người bạn tốt. Xin ban cho tôi người bạn để tôi luôn hát ca suốt ngày. Tiền tôi sẽ bán hết
Nếu các bạn cảm thấy mọi thứ đang tối dần đi thì đấy là cố tình đấy ạ, không phải là vô ý đâu ạ. Và ý không phải là ánh sáng mà là ý là bài hát đấy ạ. Đây là phần tối nhất của chương trình và đây cũng là phần tối nhất trong các sáng tác của Ngọt. Sau đây là một bài rất là sáng, một bài ballad mang tên Con Điệp. Tôi không sai, tôi không nhất trí. Nó bảo tôi rằng tôi hay cay lý. Rồi ơi, nói thế thì nói làm gì? Anh sai thì anh nên biết. Anh bảo tôi rằng không cần thiết thì thôi. Nói thế thì nói làm gì? Thế thì nói làm gì? Nhưng ý nghĩa ngôn từ tôi không biết. Luôn bày theo rất vô tình về người tôi muốn giết. Để mỗi sáng tôi tỉnh dậy lại có thêm một kẻ thù cho tôi. Cho Oh,
tay cho anh Nam Anh. Này đấy. Một, hai, ba. Hỏi sao những giấc mơ đẹp kết thúc phân nhạt nhiều thế? Đã phải nhìn ta nằm đây với bao thất vọng tràn trề. Dẫu đôi bi ai mà gửi lại nơi quá khứ tương lai. Phải chẳng muốn trốn chạy về tư tế bây giờ đã trễ. Mà ngồi bên gã trai này tôi thấy tôi còn sương chan. Mình thầm tôi cũng đánh qua bờ vai căm thầm ngập tràn. Đã nói sao quên mỗi ngày đêm đã nhớ ôn về. We'll be right back.
vừa rồi là phần biểu diễn của Nam Anh và anh Cường. Sau đây cũng sẽ là một phần giao lưu rất là vui, mong các bạn lắng nghe nhé. Trước bài đấy là bài đang là bài lên dây, bài này cũng rất nổi tiếng. Đôi này đi. Yeah.
Văn Thắng ạ. Xem nàng đã làm gì. Vui. Ok, vâng ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giới thiệu tới quý vị những người đã góp phần rất quan trọng tạo nên buổi hòa nhạc ngày hôm nay đón in the spotlight, đó là các nghệ sĩ trong dàn nhạc của chúng tôi. Hãy cùng chào đón chỉ huy dàn nhạc, nhạc trưởng Đức Trí, piano Thanh Vương, keyboard Hoàng Anh Minh, percussions Phan Cường, dàn nhạc dây đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Một tràng pháo tay cho soloist Nguyễn Mỹ Hương, dàn kèn BK, background vocals Thúy Thúy, Thu Hiền và nhóm bè BK. Bốn chàng trai chiến lĩnh của chúng tôi trong ban nhạc ngọt, hãy cổ vũ cho drums Nguyễn Hùng Nam Anh, guitar bass Phan Việt Hoàng, guitar Nguyễn Chí Hùng, guitarist ca sĩ sáng tác Vũ Đình Trọng Thắng, và đặc biệt người quan trọng nhất của chuỗi chương trình In The Spotlight trong suốt 7 năm qua, người đã thay nghén ý tưởng, dốc toàn bộ sức lực, sút rất nhiều cân mỗi khi phải làm chương trình, tâm huyết và tình yêu âm nhạc và việc dàn dựng phối khí biến những ước mơ của chương trình In The Spotlight thành hiện thực, giám đốc nghệ thuật nhạc sĩ Hồng Kiên. Và hãy để nghệ sĩ, những nghệ sĩ tài năng của chúng tôi làm việc mà họ giỏi nhất. Hãy tiếp tục chơi nhạc, xin mời.
rồi nhé, sẽ có một ngày ta quay về tháng xanh. Những ngày cũng qua, một ngày không đưa tôi về đôi gió ôi, gió hay mang theo mặt trời với tôi, để tôi một mình.
không ngờ có mấy ai buồn khó. Một lần nữa gửi lời cảm ơn tất cả những con người tài năng đứng đằng sau tôi đây, tất cả những con người xinh đẹp và tài năng. Chúng tôi rất cảm ơn, em rất cảm ơn mọi người đã có một buổi tối rất là đặc biệt ngày hôm nay. Cho dù gì chúng ta đã qua được 1, 2, 3, 4, 5 khoảng 19 bài. Và sau đây là bài cuối cùng của chương trình, mong mọi người đi về vui vẻ. Nghe tin lúc mà ra sân khấu thì Việt Nam hay không rồi, không biết là bây giờ như thế nào. Và không, tôi thắng rồi, ok. Thế thì càng yên tâm rồi ạ. Xin mọi người thưởng thức bài hát cuối cùng. Cảm ơn mọi người. Cá hồi bơi ngược dòng nước giữ đời phiêu du mệt mỏi rồi chết. Sống từng năm tròn dòng gió lắm nhà trong quan tâm bao giờ cùng nhau.
Mặt cho ekip thực hiện Ngọt In The Spotlight. Chúc chương trình mở màn cho hàng loạt các chương trình của In The Spotlight Contemporary. Xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đến cổ vũ cho các nghệ sĩ và đặc biệt là nhóm Ngọt của chúng tôi trong Ngọt In The Spotlight ngày hôm nay. Xin mời tất cả nghệ sĩ cùng bước lên trên phía trước ạ. Chúng ta cùng bước lên phía trước ạ. Xin mời mọi người nắm tay nhau đúng không ạ? Cùng nắm tay nhau ạ. Và 3, 2, 1, xin mời cùng cúi chào quý vị khán giả. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thật nhiều tình cảm và cổ vũ cho các nghệ sĩ của chúng tôi. Thưa quý vị, chương trình Ngọt In The Spotlight được tổ chức bởi công ty quảng cáo và giải trí Mỹ Thanh, giám đốc nghệ thuật nhạc sĩ Hồng Kiên, giám đốc sản xuất Trần Thanh Tùng, Trang, giám đốc truyền thông Ngô Bá Lục, sân khấu Lê Đức Hưởng, thiết kế mỹ thuật Nguyễn Việt Đức, trợ lý đạo diễn Vũ Việt Hưng, trợ lý sân khấu Nguyễn Thùy Anh, âm thanh Doãn Chí Nghĩa, ánh sáng Quý Kỳ, thiết bị âm thanh ánh sáng Fantasy. Xin một lần nữa được cảm ơn tất cả quý vị khán giả. 2, 3, xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi hòa nhạc tiếp theo của In The Spotlight.